Mến chào quý cô chú anh chị đã quay lại với kênh Nhà Xịn Bình Chánh. Thì hôm nay Hương sẽ gửi đến cho quý cô chú anh chị mình một căn nhà siêu rẻ nằm trên là trục đường quốc lộ 50 ngay ngã ba Tân Kim luôn nha. Và cách ngã ba Tân Kim của mình đâu đó tầm khoảng 500m thôi. Và đường của mình thì rất là rộng rãi, xe hơi có thể di chuyển vào tới bên trong ngôi nhà. Và con đường vào bên trong ngôi nhà mình đó là Thánh Thất Tân Kim cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình, Hương sẽ quay sơ cái mẫu nhà này. Nếu như mà mình thấy cái mẫu nhà này hợp với mình và Hương cũng sẽ hợp với mình, túi tiền ok luôn, thì cô chú anh chị mình Hương sẽ hẹn mình là ngay chỗ Thánh Thất Tân Kim, ngay chỗ ngã ba Tân Kim, mình chạy lên chút xíu sẽ đụng ngay Thánh Thất, thì hẹn cô chú anh chị mình xem nhà ngay khu vực đó cô chú anh chị nha. Thì từ ngoài đó vào bên trong ngôi nhà mình thì đâu đó tầm khoảng 500m thôi, rất là gần. Thì trên chiếc ống kính màn hình thì cô chú anh chị có thể quan sát rồi, dân cư ở đây ở rất là đông đúc và sầm khuất luôn rồi cô chú anh chị nha. Hương sẽ ra ở phía ngoài, thì ở ngoài đây Hương sẽ quay cho cô chú anh chị mình xem mật độ dân cư nó ở sẽ như thế nào cô chú anh chị ha. Ở đây thì đã bê tông hóa đầy đủ rồi, ống cống nước cũng đã hạ tầng và bài bản, điện nước nhà mình thì cũng đã vào chính thức, và đồng hồ điện của mình sẽ nằm ở khu vực này cô chú anh chị nha. Thường thì ở khu vực ở dưới quốc lộ 50 cường ruột Long An của mình đa số đều đồng hồ điện sẽ nằm ở phía ngoài hết. Và đây là ngôi nhà đồng sở hữu của chú anh chị ha, và đã có pháp lý minh bạch rõ ràng cho cô chú anh chị mình luôn. Mỗi người cầm một cuốn sổ hồng riêng biệt, có thể là đi công chứng trong ngày, và ngôi nhà của mình là đi công chứng ủy quyền của nhà nước cô chú anh chị nha. Đó, sổ hồng cầm tay rồi còn gì nữa cô chú anh chị. Và giá thì vô cùng là tuyệt vời luôn, chỉ có 850 triệu thôi cô chú anh chị, còn thương lượng trực tiếp chính chủ. Và đây là một cái mẫu nhà mới đạt 90% rồi cô chú anh chị nha. Bên trong ngôi nhà thì bên đơn vị Hương đã tân trang và đầy đủ hết, nền nhà cao hơn ở ngoài trước rất là nhiều luôn cô chú anh chị, nên khi về đây mình ở mình không có lo sợ sau này ở khu vực này nó nâng đường mà mình phải nâng cái nhà mình lên nữa cô chú anh chị nha. Giờ thì gia đình mình di chuyển cùng Hương, mình tiến vào bên trong ngôi nhà. Thì nhà mình có công năng sử dụng là ngang 4m và dài vào thì tới tận là 10m, một trệt một lầu, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Có một cái sân sau vô cùng là rộng rãi thoáng mát. Hương thấy cái địa thế và cái vị trí này và ngôi nhà này rất thích hợp cho gia đình mình có thành viên tầm khoảng là 2 đến 4 người về sinh sống, và giá tiền quá trời rẻ rồi cô chú anh chị ơi. Chưa đến 900 triệu nữa là mình đã có sổ hồng rồi, và nhà diện tích lên đến 40m² luôn cô chú anh chị. Nhanh tay nhanh chân liên hệ cho Hương để mình là người đầu tiên về sở hữu thực tế cái mẫu nhà này nha. Và đây sẽ cho mình là một cái không gian phòng khách cô chú anh chị. Thì cửa bọng thì lúc nào cũng là đầy đủ rồi cô chú anh chị nha. Và trần trên của mình sẽ là trần thạch cao nguyên khói, về hệ thống đèn đầy đủ hết gia đình mình luôn. Thì hôm nay Hương quay thì ngay ngày cúp điện nên nó hơi bị thiếu ánh sáng, không có được chỉnh chu như ngày thường. Thì mong là cô chú anh chị mình đang xem cái video này thông cảm bỏ qua cho bên Hương nha. Và nếu như Hương quay mình thấy cái mẫu mã này thích với mình, hợp với mình, thì mình hãy liên hệ cho Hương và Hương sẽ gửi thông tin cụ thể và chính xác hơn cho cô chú anh chị mình về khảo sát bằng cái mức thật, coi cái vị trí địa thế nhà cửa như thế nào và pháp lý như thế nào cô chú anh chị. Và đây không gian phòng khách nè, tường thì bên đơn vị Hương cũng dán cho mình một bức tranh ba lê phong cảnh bằng lá nhìn cũng rất là đẹp, và đây mình cũng dán tường sạch sẽ hết rồi cô chú anh chị nhé. Và tiến thẳng ra sau mình sẽ cho mình là một cái không gian nhà bếp cả lẫn nhà vệ sinh nằm ở phía sau luôn cô chú anh chị. Đây nè, không gian bếp rộng rãi thoáng mát sạch sẽ, tủ bếp trên tủ bếp dưới đầy đủ, mặt đá hoa cương dày dặn, bồn inox 304. Và mình tiến ra đây sẽ cho mình là một cái sân sau cô chú anh chị nha. Đó, giờ thì cô chú anh chị di chuyển cùng Hương. Ở đây mình làm một cái giếng chờ nên rất là thoáng và mát mẻ, cô chú anh chị có thể nhìn lên ở phía bên trên đó, rất là thoáng và mát, sẽ không có bị ngợp cô chú anh chị ha. Hiếm lắm mới có một căn nhà như vậy. Và đây sẽ cho mình là một cái nhà vệ sinh rộng rãi sạch sẽ, và bồn rửa mặt mình để ở phía ngoài đây cho gia đình mình dễ sinh hoạt và được tiện nghi hơn nữa cô chú anh chị.
Cô chú anh chị ơi, mình xem đến đây rồi thì nhớ đăng ký kênh cho Hương nha, để mình tiện theo dõi nhiều mẫu nhà giá rẻ mỗi ngày luôn. Một lượt đăng ký kênh, một lượt like của quý cô chú anh chị đó là động lực để cho Hương phát triển kênh của mình được trọn vẹn và tốt hơn, và đi săn nhiều mẫu nhà giá rẻ phù hợp để gửi đến cho quý cô chú và anh chị. Và cô chú anh chị ơi, thấy mẫu nhà này vừa túi tiền với mình thì hãy nhanh tay liên hệ cho Hương nha, vì bây giờ nhà nước nó không có cho mình xây nhà ra đồng sở hữu nữa, và bây giờ ít có căn nhà mà mức thấp mà đã có sổ hồng lắm cô chú anh chị. Toàn đa số bây giờ toàn là vi bằng hết, nó không có nhà đồng sở hữu, cũng không có sổ hồng đồng sở hữu mà dưới 1 tỷ mà cho mình cầm sổ hồng con đâu cô chú anh chị. Hiếm lắm mới có 1-2 căn thôi. Nên mình xem cái video này mà mình thấy nó hợp, nó hữu duyên với mình thì liên hệ cho Hương nha. Và tiện ích xung quanh ở đây vô cùng là đầy đủ luôn, như là chợ Bách Hóa Xanh, điện máy xanh, ở trường học, ủy ban gì đó vân vân, đầy đủ hết luôn cho mình trong vòng bán kính là chỉ có 500m thôi. Và thuận tiện nhất cho mình đi về đây đó là bến xe quận 8. Từ chỗ bến xe quận 8 qua cầu Ông Thình về đường hướng quốc lộ 50 vào bên trong ngôi nhà mình á, thì mình đi trong vòng chỉ có 9 cây thôi cô chú anh chị, rất là gần các trung tâm quận huyện luôn cô chú anh chị nhé. Và đây sẽ cho mình là cái hướng lên tầng trên, ở trên sẽ cho mình là hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Giờ thì di chuyển cùng Hương. Cô chú anh chị thân mến, và ngôi nhà mình được cho mình là một cái hướng Tây Bắc cô chú anh chị nha. Những lưu ý giúp cô chú anh chị, gia đình mình hợp hướng Tây Bắc thì liên hệ cho Hương. Đó, và đây sẽ là không gian tầng 1, và trên đây sẽ cho mình tới tận 2 phòng ngủ. Và đây là cái phòng ngủ đầu tiên, có cửa sổ rất là thoáng và mát. Ở trần trên của mình sẽ là trần đóng la phong cô chú anh chị. Và giờ mình tiến ra ngoài ha. Và đó đây sẽ là một cái không gian nhà vệ sinh. Thì nhà vệ sinh vẫn đầy đủ hết thiết bị tiện nghi cho gia đình mình sinh hoạt rồi, không thiếu gì hết cô chú anh chị ha. Và tiến thẳng ra đây sẽ cho mình là một cái phòng lớn, mình có thể làm phòng thơ hoặc là phòng ngủ tùy theo nhu cầu của mỗi thành viên. Và ngôi nhà này là ngôi nhà mới đã hoàn toàn rồi, mình chỉ cần xách vali vào ở thôi, không cần phải sửa sang gì cả cô chú và anh chị. Đây có cửa sổ nè, mát mẻ. Và tiến ra đây là một cái ban công vô cùng là rộng rãi. Thì ở đây quý cô chú anh chị có thể nhìn hết vật cảnh xung quanh, ở nhà, ở cạnh cảnh sát mình hết, ở không có sợ bị buồn và vắng. Và ở đây dân cư ở rất là đông đúc và thân thiện, hòa đồng, dễ mến, thấy cưng lắm cô chú anh chị ơi. Giờ thì cô chú anh chị di chuyển cùng Hương, mình tiến về ở phía không gian tầng dưới. Hương sẽ báo sơ lại một lần nữa thông tin chi tiết về đường xá và ngôi nhà cho cô chú và anh chị nha. Một ngôi nhà giá rẻ, nhìn vào bên trong ngôi nhà rất là quý phái và sang trọng. Tuy nó chỉ có là 850 triệu thôi nhưng mà rất là đẹp cô chú anh chị, và đã có sổ hồng rồi. Và dân cư thì ở rất là đông đúc, đường trước nhà của mình rộng tới tận 5m lận đó nha. Xe hơi của mình có thể di chuyển đậu trước cửa nhà mình luôn cô chú và anh chị nha. Và diện tích ngôi nhà mình thì ngang 4m và dài vào thì tới tận là 10m, một trệt một lầu, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, có một cái sân sau vô cùng là thoáng và mát. Nhà mình là hướng Tây Bắc cô chú anh chị, được là nằm đường ngã ba Tân Kim quốc lộ 50. Từ ngoài đầu đường ngã ba Tân Kim quốc lộ 50, cô chú anh chị mình di chuyển vào bên trong ngôi nhà của mình thì đâu đó tầm khoảng 500m thôi, rất là gần. Và đường xá thì rất là rộng rãi, rất là thoáng cho mình dễ đi và dễ tìm luôn. Cô chú anh chị mình xem mẫu nhà này, nếu như mình có ưng ý thì hãy liên hệ cho Hương, để Hương sẽ gửi sổ sách thông tin vị trí cho cô chú anh chị mình trước khi dự định về đây nha. Và bên Hương có rất là nhiều mẫu nhà giá cả hợp lý và đa dạng, vài trăm cho đến vài tỷ, tùy theo khu vực, tùy theo địa thế của chú anh chị. Nếu như mà mình thấy cái mẫu nhà này vừa ý với mình thì mình hãy về đây và mình xem, nếu như mình không thích thì Hương sẽ dẫn cô chú anh chị mình xem vài căn khác. Và trước khi đi cô chú anh chị mình nhớ là liên hệ trực tiếp cho Hương, liên hệ trước cho Hương chuẩn bị mình đi nha, để Hương có thời gian sắp xếp để đón cô chú anh chị mình được chu đáo hơn nữa và phục vụ cô chú anh chị mình được ok hơn. Và giờ thì Hương Ú xin kết thúc video tại đây nha. Giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình ạ.